Thưa quý vị, khu vực mà tôi đang đứng là trung tâm của thành phố Đà Nẵng, ngay khu vực Cầu Rồng. Thế nhưng mà ngay ở khu vực trung tâm thì nước cũng đã ngập rất là sâu và nước mưa đang chảy rất là xiết, như là những con đường này đã biến thành sông vậy. Do ảnh hưởng của mưa lớn mà không chỉ khu vực trung tâm mà rất là nhiều khu vực dân cư và nhiều tuyến đường khác của thành phố Đà Nẵng đã bị ngập sâu ở trong nước, gây khó khăn cho người dân, đặc biệt là các phương tiện lưu thông ở trong điều kiện thời tiết như thế này. Nhiều xe máy đã bị tắt máy và không thể nào di chuyển được. Lực lượng chức năng đã phải rất khó khăn để phân luồng, cảnh báo các phương tiện trong điều kiện mưa lớn. Nhiều khu vực dân cư ở quận Hải Châu bị nước ngập tràn vào nhà do không thoát nước kịp. Tại một số khu vực vùng ven của thành phố như quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang, dù mưa lớn nhưng vẫn chưa ghi nhận tình trạng ngập lụt. Nếu như mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập sâu, thậm chí là lũ có thể xuất hiện tại các xã vùng núi như Hòa Phú, Hòa Bắc và Hòa Liên. Để chủ động ứng phó với bão số 5 và mưa lớn, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị trường học thông báo đến phụ huynh học sinh về việc cho học sinh nghỉ học vào ngày mai, ngày 15 tháng 10. Các lực lượng chức năng của thành phố đang triển khai bố trí sẵn sàng các phương tiện cũng như là nhân lực, vật lực theo phương châm là 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.